Đây là em bé bị trao mắt đỏ. Và mỗi lần mà nhỏ mắt thì thôi rồi em làm động tác giống như bị bỏ. Ai này này này. Bỏ ra không ấy, em bị trao mắt rồi. Úi trời, ai ta, 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 chưa nhỏ mà, chưa nhỏ mà. Làm gì vậy? Con làm cái gì mà con tăng động á? Cậu bé ấy rất là sợ bị nhỏ nước mắt. Mỗi lần nhỏ nước mắt là em lại có thái độ giống như là mới bơi hết chứ. Đây là thái độ bình thường của em khi bị trao mắt đỏ. Đây là khi mẹ của em cầm tờ trai nước muối sinh lý. Ê chị, ê chị. Ủa. Ôi trời, ôi trời, ôi trời. Sao con nho vậy? Sao con nho vậy? Ô, ôi trời, 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 ôi tao làm như là con mới đi bơi vậy con làm như con đi bơi vậy ta. Nhưng bằng kiểu khác ngoại. Ta.